Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 100 xử phạt lái xe uống rượu bia vẫn đang được lực lượng chức năng các địa phương tích cực triển khai. Và vào tối ngày hôm qua, mùng 9 tháng 1, Tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chốt kiểm tra trên quốc lộ 12, đoạn qua phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. Nhiều người uống rượu bia nhưng vẫn lái xe đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Và trong số này có Phó phòng giáo dục đào tạo, thị xã Ba Đồn. Và với lỗi vi phạm trên, ông này bị lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng và treo bằng lái xe trong 23 tháng. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ tối ngày 9 tháng 1, khi làm nhiệm vụ tại km 3 quốc lộ 21A thuộc phường Quảng Phong, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô di chuyển theo hướng quốc lộ 1 đi Đồng Lê có dấu hiệu nghi vấn. Khi tổ công tác áp sát thì phát hiện trên xe có hai người đàn ông. Tài xế có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tài xế không chấp hành mà còn tìm cách bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của lực lượng chức năng, tài xế đã xuất trình giấy tờ mang tên Hoàng Đình Thi, sinh năm 1976, trú ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn. Ông Thi được xác định là Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Sau gần một tiếng vận động, ông Thi mới chấp nhận đo nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy trong hơi thở của ông Thi có nồng độ cồn ở mức 0,774mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 35 triệu đồng cho bằng lái xe 23 tháng và tạm giữ xe nói trên.